Xin chào mọi người, hôm nay Hà Thu rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi chiều cuối tuần trong tiết trời thu Hà Nội rất là mát mẻ nhẹ nhàng như hôm nay ạ. Bình thường thì mọi người có thể thấy Hà Thu thường giới thiệu với quý vị những bình trước bình hoa để trưng cắm hoa vào bình hoặc vào chóe, nhưng đặc biệt hôm nay thì Hà Thu sẽ giới thiệu với quý vị một bát hoa như thế này. Thì đây là những chiếc bát thả hoa của Cương Diên sản xuất, và đây là một tác phẩm, một bát hoa gồm có 20 bông hoa cúc rất nhẹ nhàng với 10 bông cúc sắc vàng và 10 bông cúc sắc màu lam đúng với màu thương hiệu của Cương Diên ạ. Thì chúng ta có thể thấy một bát hoa rất là nhẹ nhàng và tinh tế cho tiết trời thu Hà Nội ạ. Những chiếc bát thả hoa của Cương Diên được chế tác vẽ tay thủ công 100% và có đủ các kích thước để cho quý vị có thể lựa chọn đường kính từ 20, 25, 30, 35 và có cỡ to đến 60cm để quý vị có thể lựa chọn tùy theo không gian, phù hợp với không gian của gia đình mình ạ. Quý vị hãy ghé thăm xưởng chế tác và hệ thống showroom của thương hiệu Cương Diên tại khu công nghiệp xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ với số hotline 0968 505 268 để được các tư vấn viên của Cương Diên hỗ trợ tư vấn cho quý vị nhanh nhất có thể ạ. Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Cương Diên.